này các bác, chấm quá ngon luôn. Chấm ăn. Con này về bây giờ, như con này bây giờ về là làm cá kho làng Vũ Đại là chuẩn nhất đây này. Ban đêm mà dính cá chấm. Đói mà. Xin chào tất cả các bác nhá. Nay đi câu các bác hẹn anh em trong nhóm cùng đi câu xong gọi là làm cái tổ chức cái tất niên anh em tổng kết lại một năm các bác. Và tình hình anh em cuối năm ai cũng bận rộn nên là hiện tại bây giờ chỉ có 3 người. Thì một người đã một anh đang chạy về đi lấy đồ câu rồi. Anh cho cái gì vào đây? Bột béo à? Kinh nhỉ. Dùng thuốc luôn à? Này em cũng chỉ đánh hai cần thôi bác. Đây cần này với cần này. Còn anh Trường thì đang đánh cần tôm này. Với đang làm thuốc gì đây không biết nữa. Đang làm thuốc. Đêm này đánh hên xui thôi, đánh xem còn sót con tra nào thì mình lượm con đấy thôi nha các bác. Còn mùa này có chép ấy, mong là dính được vài con chép bự. Cá ở đấy nếu mà mình vào hồ đánh thì nó tinh xôi ấy. Mình hên mà lượm được hai con mà dính hai cái xôi là lời 200.000 rồi. Thôi 100.000, con cá tầm 5 kg là 100, nữa là 200. Ghê nhỉ, anh có cái áo đấy ai cho, anh đặt mua à, hay là anh Huỳnh làm hả? Gì đây, câu lạc bộ bạn hữu đường xa, đúng chuẩn. Câu lạc bộ bạn hữu đường xa giải trí cuối tuần kinh. Tất cả vì đam mê. Nhìn đẹp hết đấy. Làm cái đấy đi câu thì nó đỡ ấy. Nó đỡ lạnh. Nó đỡ nắng. Ai biết là uống hay không. Đây các bác, tất niên này. Đây là anh nhóm trưởng nhá các bác. Lê Văn Trường chết rồi. Lê Văn Trường. Còn đây là gì đây? Hanniken. Chanh nhôm. Kinh thật. Hiện tại bây giờ có mỗi hai anh em các bạn. Anh kia thì đi mua đồ, lấy đồ thì chưa thấy về. Mà chơi hết nhiều đây thì chắc là cũng gục. Kinh đấy, còn cả chuối đây nữa này. Bỏ cái này ra ngoài đi. Đấy, hợp lý đấy. Cái này để đây đi. Bia này không biết là có nặng hay không đây. Chơi thì chơi được thôi. Nặng nhẹ thì không biết nhưng mà cứ chơi đã. Cấm lái xe, cấm bảo bầu trên 18 tuổi. Đúng là xuân 2021 rồi nhưng mà không biết phần ở đây có 4% à. 5 độ. 4. 5. Chai này 4, chai kia 5. Chai xanh 5 à? Ừ. Khác nhau à? Thử xem chai này xem. Anh không biết được, anh xem là có cái. Ờ đúng rồi. 5 độ, chai xanh 5 độ. Hay thật. Chai trắng thì 4. Chắc là dùng cho phụ nữ. Có lẽ vậy. Còn chai xanh xanh là 5. Cái này bỏ ra đi. Không bao giờ nữa. Đấy. Chuối nó luôn. Quá đầy đủ. Cũng đầy đủ phết đấy, có mì xào bò này các bác. Còn đây là món nhà làm. Chó. Lại giả chó. Giả chó ăn như chó. giả chó ăn như chó. Có trái cây hoa quả đầy đủ hết này các bác. Nhưng mà mỗi tội là trông không đủ người thôi. Có mỗi hai anh em. Một thùng này bao nhiêu chai anh? 20.
24 chai anh em uống là cũng đứt đấy các bạn. Uống được bao nhiêu uống thôi, xong rồi để có võng. Hay uống đi anh. Uống xong rồi nằm võng ngủ là đẹp. Rồi, mọi người tắt lên chúc sức khỏe. Ngon. Trên cả tuyệt vời. Xe máy đậu chơi các kiểu. Tổng kết lại nhiều đây là cũng hơi bị đầy đủ nha các bác. Tổng kết lại xem năm nay được con cá lớn hay cá bé, được bao nhiêu con, để sang năm cố gắng bắt con lớn hơn. Duyệt ngay. Đồng. Vừa đăng xong này. Nào cho biết đi nào. Cho thêm hình ảnh. Xin sửa được cho thêm hình ảnh. À anh Trường. Cá nha bác ơi. Anh lấy ấy, anh lấy vợt đấy anh. Trong cái vợt trong túi em ấy. Túi em có cái vợt đấy. Đâu rồi? Cá gì? Trê. Trê à? Trê. Có vợt không anh? Thôi nhấc trê thì nhấc đại lên đi anh. Thôi xuống nhấc lên. Để ra đây soi xem có trúng nó có ấy không, sợ nó đứt. Nó cũng bự phết đấy. Thế thì anh thả dây ra, anh thả bớt dây ra, không nó. Không cần thả đâu. Con nó không chạy được nữa rồi. Đây là cái vợt này. Cây vợt. Ui. Vợt đâu? Đây vợt đây. Kinh. Mất cần sợ quá. Con cá đấy tầm 2 kg. Không tới. Mà đây mượn cái này. Trông nhỏ vậy thôi, tí lên nó mới lớn. Anh đừng móc cái đèn ra để thôi anh em nhậu. Băng. Đây kéo vào đây đi. Đúng lúc mất điện nhỉ. Ghê thật. Ôi con này cũng tương đối đấy, không phải nhỏ đâu. Nó can lúc mất điện nó ăn. Anh em đang ngồi hàn huyên thì nó giật. Hát đầu. Hạ xuống. Rồi, ok, lên. Hạ trần xuống, vô rọt rồi, hạ trần xuống. Rồi, lên cá. Rồi, được. Ngát, à, trê. Trê. Con này bự đấy. Bự phết nhỉ, hơn ký. Không phải nhỏ đâu em. Gần 2 ký đấy. Kinh thật. Ui, con này phải 2 ký. Ui dồi. 2 ký hơn đấy. Ui, vào đây nữa thì chạy đâu được. Anh cẩu lên thoải mái luôn đi. Ui, ăn miệng nữa chứ. Miệng trên. Hợp lệ. Ăn hợp lệ này. Lấy cái kìm gắt nó ra. Đang nhậu lại lên cá. Anh em đang ngồi nói chuyện thì cá nó đớp cái cần này mà nó lôi gần rớt xuống sông, kinh thật. Ồ, còn có dâu đây em ơi. Nó còn mấy tí mép, mấy tí dâu này. Không, con này anh cẩu lên thoải mái luôn. Nó có nho mà. Anh cẩu lên thoải mái. Ồ, con này ăn cám. Đúng rồi, cám nãy. Ăn cám. Được phết đấy. Chứ không phải ăn ấy, ăn cám. Mình tưởng ăn tôm mà ăn cám. Không, con này ăn cám mà. Được. Anh không bẻ ngạnh nó đi. Không cần bẻ. Từ. Đó, con này phải hơn 2 ký em ơi, không nhỏ đâu nhá, trắng nõn như gái như Ngọc Trinh. Con này như Ngọc Trinh luôn. Chị dừa. Rồi ok, cho nó vào gọng đi anh. Ơi. Anh mang gọng không? Gọng nó ở cái thùng kia. Bỏ vào thùng ấy. Chị làm gì có gọng. Ôi, Ngọc Trinh.
chụp không đấy? Chụp rồi. Đẹp hết. Con này, con này bảo như anh bảo ấy, mang về làm tả bí lù gì đấy. Ừ. Tầm 2 kg chứ nhiều nhỉ. Nhưng mà cái này à, không không sao đâu. Con này không cần nhiều nước đâu, anh đổ xô đấy. Nãy em cẩn thận em nãy em cẩn thận em lấy mớ lên đây này. Bỏ đại vali. Ghê nhỉ, cần này này. Cần này mà nó giật xíu nó rồi rớt xuống sông. Ok rồi. Mẹ đi câu hồ không bằng không con này bằng. Ừ. 3 kỳ mấy đấy em ơi. Vào nhỏ đâu nhá. Vào hồi cái xe. Rồi con này thì còn thế thôi. Ướt ướt cái da nó thôi. 3 kỳ ạ. Tắm trắng. Cỏ đúng không? Ui giời. Đây các bác ơi. Nó mạnh ghê. Đây cái cần bé tí của em này. Lại là cần bé tí nha. Lên là con trắm này các bác. Chấm quá ngon luôn. Con này về bây giờ, như con này bây giờ về là làm cá kho làng Vũ Đại là chuẩn nhất đây này. Ban đêm mà dính cá trắm. Đói mà. Đấy lăng xê nha các bác. Ờ nốt. Ghê 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 ghê. Được rồi đấy. Lúc đầu nó ăn thì cứ tưởng là cá trê. Thế nó giật 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 như cá trê. Kỉnh khẩu trên khẩu dưới. Nó hớp, nó hớp. Ây da, mẹ mạnh thế. Nhẹ nhàng thôi nào con. Mạnh lắm. Cá trắm cỏ nha. Cá trắm mạnh lắm. Anh cẩn thận. Mất là dậy kê thật. Mất là anh em mình cắt họ đấy. Nó quá khỏe luôn. Đấy. Rồi rồi, để đấy đây, để em gỡ cho. Cái đấy của em hơi khó. Rồi thôi. Một trôi, à một đừng có đùa. Một trắm nha. Một trắm, một trắm, một trê. Một trắm, một trê. Đêm mà dính trắm luôn các bác. Quá tuyệt vời. Trê quá được luôn. Trê to. Ba tay thì chỉ còn lại hai tay thôi. Chi? Cá nè. Còn lại hai tay. Chạy nhanh thế. Nước đẹp quá, sáng ra nước nước lớn, tối qua nước lên cao quá. Chắc dính rác. Không phải rác. Rác nó chảy tít bên kia. Rác nó lôi ngay. Rác nó chảy bên kia đường, à quên bên kia sông quên. Cầu xuyên đêm luôn các bác. Em thì ngủ, còn ông anh Trường thì cũng chịu khó thức phết ấy. Ngồi canh cần cả đêm. Giỏi thật. Sáng ra thì nó không khí nó mát mẻ hẳn. Đấy, còn không? Ồ, xong rồi, xảy ra. Ôi, nhẹ hõm luôn. Nhẹ hõm. Ăn ghê nhờ.
hết mồi. Ăn nhịp mà không dính. Thật đấy. Tưởng nó nhả rồi nó ăn tiếp. Chắc cả chim ấy. Anh câu đỡ đấy là anh câu câu tôm đúng không? Ừ. Tôm chắc cả chim. Mùa này chim nhiều lắm. Chim là phải câu phải thẻo lưỡi là ra siêu bền. Chứ còn cước là dễ đứt lắm. Rồi. Tối qua câu mà nước lên đến trên này luôn rồi. Giờ sáng luôn rồi. Sáng luôn rồi. Chắc bọn em cũng thu dọn đồ về thôi. Ngủ đây, tối ngủ đây các bạn. Câu xong ăn nhậu xong trừ cá hôm qua chỉ được có 2 con. Hôm qua được 2 con để trong này. Rồi cho các em xin phép kết thúc video ở đây thôi nhé.